Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các quý cô tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. Trong chương trình ngày hôm nay, ban biên tập chương trình sẽ chia sẻ với quý cô tuổi Giáp Thìn về vận trình công danh, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, sao hạn, cũng như mọi khó khăn, thuận lợi, của quý cô, trong năm quý mão 2023. Cụ thể hơn thông qua Tử Vi, sẽ giúp cho quý cô tuổi Giáp Thìn biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào với những năm trước. Liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay là không? Xin mời quý cô cùng theo dõi. Tổng quan tử vi năm 2023 cho quý cô tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. Bước sang năm Quý Mão 2023, quý cô tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964 là 60 tuổi âm lịch và 59 tuổi dương lịch. Xét về thiên can, địa chi và ngũ hành. Xét về thiên can, Giáp gặp Quý, chủ về bình hòa. Công việc làm ăn bình thường, có làm có ăn ít thăng trầm, cuộc sống không quá vất vả, tiền bạc cũng đủ tiêu xài. Ngoài ra ngũ hành thiên can giáp của thìn thụ mộc được ngũ hành thiên can quý của năm mão thuộc thủy nuôi dưỡng, nên quý cô có vận số khá tốt, được quý nhân giúp đỡ, công việc có sự mở mang, may mắn có tin vui đến nhà. Xét về địa chi. Thìn gặp mão, lục hại, xấu. Gặp nhiều bất lợi trong cuộc sống, phải hứng chịu nhiều khó khăn trong công việc, đầu tư làm ăn chủ về thua lỗ, cẩn trọng hơn trong các mối quan hệ xã giao, kẻo bị tiểu nhân lừa gạt hoặc lợi dụng, gia đình cũng có thị phi, tranh cãi. Xét về ngũ hành quý cô tuổi giáp thìn, mệnh phúc đăng hòa, gặp năm quý mão, mệnh kim bạch kim, hòa khắc kim, xấu. Công việc làm ăn nhiều khó khăn, vất vả, nhưng được quý nhân giúp sức mà có được thành công nhất định. Sức khỏe giảm sút đáng kể, bản thân có nhiều buồn phiền, lo lắng. Mối quan hệ giữa thiên can, địa chi và ngũ hành cho thấy, quý cô tuổi giáp thìn, bước sang năm quý mão 2023. Công việc chủ về sự ổn định sẽ tốt hơn, mọi việc đều phải dựa vào chính mình, tự thân vận động thì sẽ có được thành quả. Tiền bạc không quá lý tưởng nên chi tiêu hạn chế, tính toán cẩn thận và đặc biệt chớ cả tin mà mất tiền mất của. Quý cô cần chú ý lời ăn tiếng nói, tránh gặp họa thị phi thua thiệt bản thân, thậm chí còn dính kiện tụng. Sức khỏe không tốt cần quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn, học cách điều hòa cơ thể, rèn luyện thể dục thể thao điều độ để đẩy lùi bệnh tật đau ốm. Sao chiếu mệnh. Trong năm 2023 quý cô tuổi giáp Thìn bị sao La Hầu chiếu mệnh. Người bị sao La Hầu chiếu mệnh thường gây ra những điều không lành, dính dáng đến pháp luật cửa quan, gây khẩu thiệt, chuyện thị phi, tai ương ốm đau, bệnh tật tai nạn gây hao tổn tiền tài. Xấu nhất là tháng 1 âm lịch và tháng 7 âm lịch. Vận hạn trong năm 2023 quý cô tuổi Giáp Thìn gặp hạn Diêm Vương. Hạn này chủ về kiện tụng pháp luật cãi vã, tranh chấp giúp người làm ơn mắc oán. Ngoài ra, chú ý vấn đề đi lại, đề phòng tai nạn bất ngờ. Trong năm có thể có tin buồn tang chế từ xa đưa tới. Vận niên năm 2023, quý cô tuổi Giáp Thìn năm này gặp vận niên hổ nhập nội. Nghĩa là hổ trở về đồng bằng, sa mạc là nơi ít mồi, có mồi thì mồi không ngon. Do vậy nếu rơi vào vận niên này thì quý cô tuổi Giáp Thìn đừng nên làm gì mà phải bỏ ra nhiều vốn, tốn nhiều công sức nên chờ đợi thời cơ sẽ tốt hơn. Xét về phương diện sự nghiệp của quý cô tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, trong năm Quý Mão 2023. Bước sang năm Quý Mão 2023, quý cô tuổi Giáp Thìn, công việc, sự nghiệp vẫn diễn ra đều đều, ở độ tuổi này quý cô vẫn tận chức tận trách cống hiến, chứ cũng không ôm tham vọng lớn lao, nên bằng lòng với thực tại. Đôi khi có thể không theo kịp thay đổi của xu thế hiện nay nhưng cũng không quá lo ngại, cuộc sống diễn ra tương đối bình ổn, không phải lo nghĩ gì nhiều tuy nhiên quý cô ở độ tuổi này nếu đang có dự định hợp tác làm ăn kinh doanh hay mở mang thêm công việc thì nên hạn chế bởi năm này đang gặp năm mão thìn tương phá thái tuế phạm sung chủ về khó khăn vất vả khó đạt kết quả như mong muốn nếu cứ cố chấp chạy theo thời thế sẽ dễ thua lỗ thất bại ngoài ra sự tác động của sao la hầu cũng gây ra những sóng gió thị phi tiểu nhân hãm hại mâu thuẫn với đồng nghiệp gây ra nhiều bất lợi cho công việc nếu không đủ sáng suốt để tự bảo vệ mình quý cô còn có thể rơi vào bẫy của những kẻ xấu thậm chí bị bán đứng làm ăn đổ bể quý cô cần chú ý lời ăn tiếng nói tránh nóng nảy mồm miệng mà gặp họa thiệt thân thậm chí vướng vào kiện tụng Đối với những người kinh doanh, buôn bán, hay tự thân làm chủ, công việc làm ăn nên phát triển trên nền tảng cũ sẽ có nhiều thuận lợi, không nên tính tới chuyện mở rộng, hay là thay đổi nơi làm việc sẽ không tốt. Đối với người đã nghỉ hưu, quý cô không còn phải nhọc tâm, khổ tứ lo nghĩ cho công việc, không còn bận tâm tới tiền tài, địa vị nữa. Cuộc sống phần nhiều thời gian quây quần bên con cháu và gia đình, đây là trạng thái rất thoải mái mà quý cô xứng đáng được tận hưởng. Nhìn chung, quý cô tuổi giáp thìn trong năm quý mão 2023. Công việc không quá nhiều biến động, nhưng cũng không quá khởi sắc. Mọi thứ đạt ở mức ổn định, phù hợp với tuổi của quý cô trong giai đoạn này. Đặc biệt, trong năm 2023, thầy gia cắt khuyên quý cô tuổi giáp thìn, hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn, giúp hóa giải sung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với quý cô, từ đó tài lộc kéo đến ẩm ẩm, may mắn không gì bằng, giúp cho quý cô có một năm bội thu, đại cát, đại lợi. Xét về phương diện tài lộc của quý cô tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, trong năm quý mão 2023. Bước sang năm quý mão 2023, đối với quý cô tuổi Giáp Thìn, nhìn chung tình hình tài chính của quý cô không quá dư giả, nhưng đủ ăn đủ tiêu, không phải lo nghĩ hay căn ke quá nhiều, về cơ bản vận trình tài lộc ở mức bình bình. Nếu muốn đạt được nhiều thành quả hơn, thì quý cô cần phải dành nhiều thời gian hơn cho công việc quý cô có một năm, tiền bạc đủ ăn đủ tiêu, không phải chật vật kiếm tiền nữa, nhờ các khoản tích góp từ trước, chỉ cần chi tiêu hạn chế, biết cách quản lý tài chính, thì tiền bạc không gặp bất cứ khó khăn nào. Trong năm tài khi dễ bị tiêu hao, quý cô chớ nên tham lam, năm này không nên xuất tiền đầu tư cho các dự án làm ăn, buôn bán mới, hay mù quáng nghe theo lời dụ dỗ mà dốc tiền đầu tư kẻo chẳng những không đạt hiệu quả như mong đợi, mà còn có thể bị lừa gạt, chiếm đoạt tài sản những người làm nghề kinh doanh, buôn bán, vẫn có lộc nhưng chỉ mang tính tiểu cắt, quý cô nên cải thiện bản thân, chịu khó, chăm chỉ làm việc, để tăng thu nhập tổng thể, điều này sẽ giúp cho quý cô có một năm tài lộc dũng dình. Năm này, quý cô tuổi giáp thìn cũng nên lập kế hoạch quản lý về tài chính, chi tiêu hợp lý, để bảo toàn tài sản cá nhân, có được sự tích lũy, không bị thất thoát. Ở độ tuổi này quý cô tuổi giáp thìn nên biết ổn định sẽ tốt hơn, cần tính toán kỹ càng cho các bước đi khôn ngoan, vững vàng trong lĩnh vực tài chính, trong chuyện làm ăn, mới là sự lựa chọn đúng đắn. Xét về phương diện tình cảm của quý cô tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, trong năm Quý Mão 2023. Bước sang năm Quý Mão 2023, vận trình tình cảm của quý cô tuổi Giáp Thìn cũng không được lý tưởng cho lắm. Đây cũng là năm mà quý cô nên thận trọng trong chuyện tình cảm, gia đạo có nhiều chuyện không như ý, vợ chồng hay xảy ra mâu thuẫn, không khí gia đình trở nên căng thẳng, mất vui sự tác động của hung tinh hàm trì hoa cái làm cho mối quan hệ tình cảm của quý cô bị giảm sút nghiêm trọng quý cô nên cẩn thận trước sức mạnh của hung tinh và càng cần phải đề cao cảnh giác trong các vấn đề về gia đình đừng để sao hung tinh phá hoại hôn nhân và các mối nhân duyên của mình ngoài ra quý cô tuổi giáp thìn cũng nên chú ý kiểm soát tốt cảm xúc của bản thân tránh thái độ nóng nảy rồi nạn nộ con cháu lời qua tiếng lại cũng sẽ làm cho không khí gia đình thêm phần căng thẳng Vợ chồng nên dành nhiều thời gian cho nhau để trò chuyện, động viên, chia sẻ cùng nữa kia sẽ có tác dụng tốt hơn trong việc giữ gìn tình cảm gia đình. Trong năm này đối với người đang còn độc thân cũng nên mở lòng kết giao với những người bạn mới. Dù quý cô không có ý định đến với ai đi nữa thì cũng nên kết bạn với mọi người, khiến cuộc sống của mình trở nên vui vẻ, phong phú và ý nghĩa hơn. Xét về phương diện sức khỏe của quý cô tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964 trong năm Quý Mão 2023, theo tử vi cho thấy, quý cô tuổi giáp thìn, trong năm quý mão 2023, về phương diện sức khỏe có sự xa suốt đáng kể. Do bị ảnh hưởng nặng nề bởi các hung tinh bệnh phù, kiếp sát, sự tác động của hạn diêm vương, làm cho sức khỏe của quý cô giảm đi trông thấy, hay bị đau ốm vặt, cơ thể thường xuyên khó chịu, bệnh cũ dễ tái phát và sẽ rất lâu khỏi, e là sẽ có biến nguy hiểm. Trong năm có Bạch Hổ Hung tinh rình rập, cảnh báo cho quý cô tuổi Giáp Thìn cần chú ý việc đi lại, tham gia giao thông để phòng họa huyết quang, các dạng tai nạn như tai nạn xe cộ té ngã, hoặc bị vật nhọn đâm phải và các dạng tai nạn khác đều có thể xảy ra. Quý cô tuổi Giáp Thìn trong năm này cũng cần chú ý để phòng các chứng bệnh về máu huyết, tai mắt do Sao La hầu tinh quân gây ra. Đồng thời nên hạn chế sử dụng rượu, bia chất kích thích. Những tác nhân khiến những ai đã sẵn bệnh nền ngày càng dễ bị suy yếu ở độ tuổi này quý cô tuổi giáp thìn phải chấp nhận sự già đi theo tuổi tác, không nên phẫu thuật thẩm mỹ, làm đẹp lạm dụng dao kéo, kẻo lại làm cho sức khỏe càng thêm trầm trọng hơn, thậm chí còn nguy hại tới tính mạng. Năm này quý cô tuổi giáp thìn nên tới các cơ sở y tế để thăm khám, kiểm tra sức khỏe định kỳ. Ngoài ra cần áp dụng chế độ dinh dưỡng theo lời khuyên của các chuyên gia y tế. Không nên ăn uống tùy tiện đặc biệt các thực phẩm tính hàn như thịt trâu, thực phẩm có độc tố. Không nên đi viếng tăng, lại gần tử thi để hạn chế vận xui đeo bám để nâng cao sức đề kháng, quý cô tuổi giáp thìn cũng nên chăm chỉ rèn luyện thể thao và thực hiện chế độ ăn uống, làm việc và nghỉ ngơi khoa học, tham gia nhiều vào các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh, việc giải tỏa tinh thần bằng những suy nghĩ tích cực là điều rất cần thiết cho quý cô ở độ tuổi này. Đặc biệt, thầy Gia Cát khuyên các quý cô tuổi giáp thìn, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo, đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý cô để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của quý cô. Ngày, giờ xuất hành, tuổi sông đất tốt cho quý cô tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, trong năm Quý Mão 2023. Số của quý cô tuổi Giáp Thìn, hợp với, giờ lẻ, ngày lẻ và tháng lẻ, quý cô cứ thế xuất hành làm ăn, giao dịch, hồn hợp hay phát triển về sự nghiệp, sẽ gặp nhiều may mắn, được suôn sẻ, thuận lợi, thu về nhiều thắng lợi to lớn, vạn sự như ý, đại cắt đại lợi. Ngày mùng 1 Tết, Dương lịch, Chủ nhật, ngày 22 tháng 1 năm 2023. Âm lịch là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023, tức ngày canh thìn, tháng giáp dần, năm quý mão. Giờ xuất hành tốt cho quý cô tuổi giáp thìn giờ canh thìn, từ 7 giờ đến 9 giờ, thuộc Thanh Long, tốt nhất là 7 giờ 5 phút giờ địa phương. Hướng xuất hành tốt cho quý cô tuổi giáp thìn. Xuất hành theo hướng Tây Bắc để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng Tây Nam, để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm. Ngày mùng 2 Tết. Dương lịch thứ hai, ngày 23 tháng 1 năm 2023 âm lịch là ngày mùng 2 tháng 1 năm 2023, tức ngày Tân Tỵ tháng Giáp Dần, năm Quý Mão. Ngày này là ngày sát chủ, không tốt cho việc xuất hành hay khởi cầu về công danh, tài lộc. Nếu xuất hành nên chọn giờ hoàng đạo và hướng tốt trong ngày. Hướng tốt trong ngày, hỷ thần và tài thần, hướng Tây Nam. Ngày mùng 3 Tết, dương lịch thứ ba, ngày 24 tháng 1 năm 2023 âm lịch là ngày mùng 3 tháng 1 năm 2023, tức ngày nhâm ngọ tháng giáp dần, năm quý mão. Giờ xuất hành tốt cho quý cô tuổi giáp thìn, tốt nhất là 7 giờ 5 phút giờ địa phương. Hướng xuất hành tốt cho quý cô tuổi giáp thìn. Xuất hành theo hướng chính nam, để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng chính tây, để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm tuổi sông đất hợp với gia chủ tuổi giáp thìn, sinh năm 1964, nữ mạng, trong năm quý mão 2023. Dựa vào thiên can, địa chi và lựa chọn ngũ hành hợp với tuổi của gia chủ tuổi giáp thìn. Điều này nhằm mang tới may mắn, tài lộc cho gia chủ. Người tới sông đất cho gia chủ phải là người khỏe mạnh, luôn vui vẻ, hân hoan, đặc biệt họ càng thành công thì vía mà quý cô nhận được càng nhiều. Cần kiêng những người nhà đang có tăng hoặc phụ nữ đang mang bầu để tránh âm khí tuổi sông đất tốt nhất cho gia chủ tuổi giáp thìn, sinh năm 1964, nữ mạng, trong năm quý mão 2023, là tuổi tân dậu, sinh năm 1981, nữ mạng. Điều này được lý giải như sau. Quý cô tuổi giáp thìn có mệnh là phúc đăng hỏa, gặp tuổi tân dậu, mệnh là thạch lựu mộc, tương sinh, rất tốt. Thiên can, giáp gặp tân, bình hòa, tốt. Địa chi, thìn gặp dậu, lục hợp, tốt. Cung, thiên y, mệnh của năm tương sinh, rất tốt. Ngoài ra gia chủ tuổi giáp thìn, nữ mạng, trong năm quý mão 2023, cũng có thể chọn tuổi, kỷ dậu sinh năm 1969, nữ mạng, để sông đất. Quý cô tuổi giáp thìn, sinh năm 1964, trong năm quý mão 2023, có phạm tam tai, hoang ốc kim lâu, thái tuế, trạch tuổi không? Tam tai năm 2023. Quý cô tuổi giáp thìn, gặp tam tai vào các năm, dần, mão, thìn. Năm này là năm mão, quý cô sẽ phạm tam tai năm thứ hai hạn hoang ốc năm 2023. Trong năm này quý cô tuổi giáp thìn sẽ phạm hoang ốc lục hoang ốc đây cũng là một cung xấu. Xây nhà trong năm này sẽ khiến gia chủ không thành công. Công danh sự nghiệp bị tiểu nhân quấy phá, ảnh hưởng xấu đến tương lai các thành viên trong gia đình. Kim lâu năm 2023. Quý cô tuổi giáp thìn, phạm kim lâu tử. Nếu gia chủ làm nhà thì sẽ mang tai họa tới con cái. Con cái ốm đau liên miên, khó nuôi dậy. Thái tuế năm 2023 quý cô tuổi giáp thìn phạm, hại thái tuế, nên hạn chế đi đám ma, đám hiếu, không đến nơi hoang vu, hẻo lánh, không tiến hành chuyện lớn, chuyện đại sự, không nên đứng ra giúp đỡ hay bảo đảm cho người khác, hay giúp bạn bè đứng ra đảm bảo để vay mượn tiền bạc. Những điều này có thể sẽ làm cho quý cô vướng phải phiền phức, rắc rối, thậm chí có thể bị họa đau thương hay vướng phải kiện tụng, nên lánh đi là hơn. Trạch tuổi theo hệ thống cửu trạch vận niên thì quý cô tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, năm Quý Mão 2023 là Trạch Quỷ, là một trong năm trạch xấu gồm Trạch bại, Trạch hư, Trạch khốc, Trạch quỷ, Trạch tử. Trạch quỷ là xấu, bởi vậy quý cô không nên mua, xây cất hoặc sửa nhà hoặc làm các việc trọng đại vào năm này. Trong năm Quý Mão 2023, quý cô tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964 cần đặc biệt chú ý tới hạn Diêm Vương và sao La Hầu chiếu mệnh. Mức độ ảnh hưởng của hạn Diêm Vương đối với quý cô tuổi Giáp Thìn, trong năm Quý Mão 2023. Theo những tài liệu cổ xưa để lại thì hạn Diêm Vương được cô đúc trong hai câu thơ lục bát sau. Diêm Vương rất kỵ đàn bà, rủi lâm sản nạn chắc là mạng vong. Căn cứ theo ý tứ của hai câu thơ trên ta chắc chắn cũng phần nào hiểu được hạn Diêm Vương tốt hay xấu theo đó hạn diêm vương bất lợi lớn đối với những người thuộc phái nữ đặc biệt những người mang bầu sinh em bé thì hạn sức khỏe thai sản thường bị đe dọa nghiêm trọng tình hình nặng nhất có thể nguy hiểm đến tính mạng nhiều ghi chép khác về hạn diêm vương và biển hiện của hạn diêm vương là gì thì hạn này ngoài phụ nữ thai sản bị ảnh hưởng nặng nề thì những người bị đau yếu bệnh tật nếu không được chữa trị cẩn thận cũng gặp nguy hiểm và rất lâu khỏi bệnh Tuy nhiên, bàn về hạn Diêm Vương tốt hay xấu mà chỉ xét theo hai câu thơ trên là chưa đủ, đối với những người bình thường khác khi gặp hạn này thường gặp vận may về tiền bạc, làm ăn rất thuận lợi, có duyên với của cải, bạc tiền hội tụ rất mạnh, những người kinh doanh, buôn bán có cơ hội phát triển nhanh chóng. Như vậy, hạn Diêm Vương tốt hay xấu là tùy vào từng đối tượng, khi gặp hạn Diêm Vương có hai đối tượng phải lo lắng vì mức độ nguy hiểm cao đó là phụ nữ mang bầu và người bị bệnh đau yếu. Nếu không chú ý điều trị, giữ gìn có thể vong mạng về chầu Diêm Vương, ngao du tiên cảnh đối với những người khác khi gặp hạn này thì may mắn hanh thông tài lộc của cải dồi dào sung túc so sánh với hệ thống cửu diệu niên hạn một số hạn khác có biểu hiện rất lệch lạc so với cửu diệu niên hạn nhiều tuổi cửu diệu đại cắt nhưng hạn năm lại hoàn toàn ngược lại mặc dù cả hai phần trên cùng nằm trên một cuốn sách đối với hạn diêm vương thì ta thấy có sự thống nhất cao giữa hai hệ thống coi hạn này đối với nữ giới khi gặp hạn diêm vương cũng là năm gặp sao thái bạch nên xấu đối với sức khỏe và tài lộc qua quá trình so sánh như vậy ta thấy được sự phù hợp hay khập khiễng để cùng nghiệm lý, nghiên cứu, tìm ra chân lý đích thực trong biển học vô bờ. Có bốn điều cần đặc biệt chú ý để vượt qua hạn Diêm Vương, đối với quý cô tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, trong năm quý mão 2023. Thứ nhất, đối với phụ nữ mang thai, vận dụng cách giải hạn Diêm Vương thì cần có chế độ nghỉ ngơi, sinh hoạt dinh dưỡng hợp lý nên nghỉ những công việc ngoài xã hội không tham gia làm các việc nặng nhọc nguy hiểm trong gia đình hạn chế tham gia giao thông nên tới các cơ sở y tế để thăm khám kiểm tra sức khỏe định kỳ ngoài ra cần áp dụng chế độ dinh dưỡng theo lời khuyên của các chuyên gia y tế không nên ăn uống tùy tiện đặc biệt các thực phẩm tính hàn như thịt trâu thực phẩm có độc tố không nên đi viếng tăng lại gần tử thi thứ hai cách giải hạn diêm vương đối với những người bị mắc bệnh thì cần chủ động khám điều trị và có những biện pháp ăn kiêng điều dưỡng tập luyện phù hợp với đặc điểm thể trạng và bệnh tình đặc biệt không nên chủ quan lơ là trong vấn đề sức khỏe bệnh tật e là sẽ có biến nguy hiểm đây cũng là một cách giải hạn diêm vương rất được xem trọng thứ ba trong những nghiên cứu về cách giải hạn diêm vương đối với những người khỏe mạnh bình thường nên giữ gìn sức khỏe tăng cường hoạt động trong các hoạt động kinh tế sẽ gặp thuận lợi may mắn có thể thu được nhiều tài lộc của cải theo phân tích của nhiều chuyên gia lý số thì đây là một cơ hội vàng để đẩy mạnh các hoạt động kinh tế thương mại công danh sự nghiệp có thể gặp thành quả rất đáng tự hào thứ tư đối với tất cả mọi người thì cách giải hạn diêm vương tốt nhất là nên trau dồi phẩm hạnh đạo đức và làm nhiều việc thiện việc tốt tích thêm phúc đức như vậy hạn diêm vương căn cứ vào những đặc điểm kể trên thì đây là một hạn vừa tốt vừa xấu xấu đối với một số nhóm người và cực tốt đối với những người khỏe mạnh bình thường Tuy là như vậy, nhưng khi nghe tên là Diêm Vương, vị thần cai quản âm giới, thì chúng ta vẫn phải cẩn thận, nghe tên này hiện lên những nguy cơ, bất chắc, rất dễ xảy ra. Quý cô tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, trong năm Quý Mão 2023, bị sao la hầu chiếu mạng. Sự tác động của sao la hầu đối với quý cô tuổi Giáp Thìn, trong năm 2023. Người bị sao la hầu chiếu mạng dễ bị tao tán tiền bạc, đa sầu, đa cảm, bệnh tật, khẩu thiệt thị phi nghĩa là sao này chủ về mồm miệng, dễ gặp các chuyện thị phi liên quan đến công quyền, tranh chấp hoặc có nhiều chuyện phiền muộn trong lòng không đáng có. Ngoài ra người gặp sao này cũng cần chú ý các bệnh về máu huyết, tai mắt. Sao này tác hại mạnh nhất vào thời điểm tháng 1 và tháng 7 âm lịch. Từ xa xưa người ta đã quan niệm rằng dù gặp sao tốt hay sao xấu thì cũng nên làm lễ hóa giải và nghênh sao. Sao La Hầu là một hung tinh nên cần làm lễ giải hạn để tâm lý được vững vàng, có thêm niềm tin trong cuộc sống, mong muốn tránh được rủi ro và gặp nhiều may mắn. Lễ cúng dâng sao giải hạn sao La Hầu thường thực hiện vào ngày mùng 8 âm lịch hàng tháng, tốt nhất là ngày mùng 8 tháng 1 âm lịch vì đây là ngày La Hầu tinh quân giáng trần. Vận trình từng tháng âm lịch trong năm Quý Mão 2023 cho quý cô tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964 được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Vận trình tháng 1 âm lịch 2023 đối với quý cô tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964 bước sang tháng đầu tiên của năm quý mão có thiên can giáp mộc địa chi dần mộc đặc trưng dương khí dần vượng thái tuế vận thiên can tương sinh địa chi tỷ kiếp thiên can giáp mộc tương sinh quý thủy địa chi đồng vượng còn bản mạng có quan hệ tam hội với nguyệt lệnh đây là bố cục không cần quan tâm bản mạng có căn khí mạnh hay yếu quý cô đều có được vận khí cắt lợi quý cô tuổi giáp thìn được bao quanh bởi nguồn năng lượng tích cực của tháng tết nguyên đán vui xuân đoàn tụ bên gia đình trong tháng có vận quý nhân nâng đỡ, dễ được đề bạt cho sự nghiệp và công việc, người làm ăn, kinh doanh, buôn bán có thu hoạch tốt, có thành tích cao. Hiện tượng vận trình đầu năm khá vượng, có điều quý cô không nên quá ngông cuồng tự cao tự đại, để bản thân được cấp trên ưu ái quá dễ đắc tội cấp trên. Tháng này quý cô cần chú ý đến chế độ ăn uống, điều khiển phương tiện giao thông để không bị ảnh hưởng đến sức khỏe ngay từ tháng đầu năm. Vận trình tháng 2 âm lịch 2023 đối với quý cô tuổi giáp Thìn, sinh năm 1964 Tháng 2 có thiên can Ất Mộc, địa chi Mão Mộc. Đặc trưng âm khí vẫn lang thang. Bố cục kiếp tài tọa chính ấn, Mão Mộc đồng vượng thái tuế, bản mạng tương hại, có sự suy yếu, yếu nhược xấu. Quý cô tuổi Giáp Thìn gặp nhiều áp lực, công việc không tốt cho lắm. Trong tháng cần đặc biệt chú ý đề phòng hỏa tiểu nhân liên quan đến giấy tờ, kiện tụng tránh xảy ra mâu thuẫn không đáng có. Điều này ít nhiều nó sẽ ảnh hưởng không tốt đến công việc danh tiếng của quý cô. Tuy nhiên nếu quý cô nhẫn nại, kiên trì, quyết tâm, trải qua vất vả, buôn ba, cuối cùng sẽ nhận được quả ngọt. Vận trình tháng 3 âm lịch 2023, đối với quý cô tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. Trong tháng có Thiên Can, Bính Hỏa, Địa Chi, Thìn Thổ. Đặc trưng, âm dương cân bằng, thái tuế vận, thiên can bị khắc, địa chi phạm hại. Tháng này là tháng Thìn, tháng Thái Tuế án ngữ, cho nên về phương diện tình cảm của quý cô không tốt lắm, gia đình có sự bất hòa, xích mích nhiều chuyện buồn phiền đưa tới. Quý cô nên biết lắng nghe và trao đổi cởi mở hơn với nửa kia, điều này sẽ giúp chuyện tình cảm của hai người được cải thiện. Quý cô tuổi Giáp Thìn trong tháng này, do bị ảnh hưởng bởi các hung tinh, tinh thần không tốt, dễ bị mắc các chứng bệnh về máu huyết, tai mắt hay bệnh cũ tái phát, với một số người có thể chất không tốt thì tình hình bệnh tật càng thêm tồi tệ hơn. Công việc làm ăn tiền bạc ở mức bình bình, quý cô tuổi Giáp Thìn cũng nên điều chỉnh lại bản thân, đừng để những cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng đến vận thế và tài vận của mình. Vận trình tháng tư âm lịch 2023 đối với quý cô tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. Tháng 4 âm lịch có Thiên can Đinh Hỏa, Địa chi Tỵ Hỏa. Đặc trưng: Dương khí vượng thái tuế vận, Thiên can bị khắc Địa chi tương sinh. Đinh Hỏa là thương quan tương sinh chính ấn là Quý Thủy địa chi tương sinh là một tháng may mắn dành cho quý cô tuổi giáp thìn thương quan gặp chính ấn thì luôn có thể luận định theo hướng cát lợi tử vi cho thấy quý cô tuổi giáp thìn tháng này có được sự bình ổn trong vận trình của mình sự nghiệp tương đối ổn định nhờ có được các tinh thái dương soi chiếu công việc cơ bản được thuận lợi không có bất chắc gì xảy ra đối với những người làm kinh doanh buôn bán cũng có một tháng tương đối tốt lành hàng hóa bán ra tới tấp khách hàng ngườm được ra vào quý cô cũng nên siêng năng chăm chỉ hơn để tranh thủ tích góp tài lộc cho mình hơn nữa nhưng sức khỏe của quý cô tháng này lại không được lý tưởng cho lắm, cần chú ý sử dụng các vật sắc nhọn và khi tham gia giao thông. Vận trình tháng 5 âm lịch 2023 đối với quý cô tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. Tháng 5 âm lịch có Thiên can Mậu Thổ, Địa chi Ngọ Hỏa. Đặc trưng dương khí cực thịnh. Thái tuế vận thiên can bị khắc địa chi tương phá. Bước sang tháng năm âm lịch, quý cô tuổi giáp thìn có vận trình không mấy khả quan, việc kinh doanh buôn bán dễ có sự xa sút đặc biệt những người đang kinh doanh chứng khoán, tài chính càng cần phải tỉnh táo hơn. Trong tháng này không tốt cho các mối quan hệ xã giao, xuất hành đi xa làm ăn, ngoại giao, hay ký kết hợp đồng quan trọng, đều bất lợi, dễ xảy ra những điều không như ý, gây xích mích, tranh cãi, thậm chí là kiện cáo, liên quan tới pháp luật. Sức khỏe không tốt, quý cô cần chú ý làm việc và nghỉ ngơi điều độ hơn. Vận trình tháng 6 âm lịch 2023 đối với quý cô tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. Tháng 6 âm lịch có Thiên can Kỷ Thổ, Địa chi Mùi Thổ. Đặc trưng dương khí khô nóng. Thái tuế vận thiên can tương khắc. Quý cô đang chịu tác động của cục diện ngũ hành tứ hình xung, Thìn tuất sửu mùi sẽ gây nhiều cản trở cho công việc kinh doanh, buôn bán, không nên tin người thái quá, không nên đầu tư phi vụ lớn hay có tính mạo hiểm để tránh tình trạng mất tiền hao của không đáng có. Người làm ở văn phòng, công ty thì công việc cũng không mấy thuận lợi, tiểu nhân quấy phá, cấp trên nhắc nhở quý cô cần phải điều chỉnh lại bản thân, nên tập trung hơn cho công việc của mình. Vận trình tháng 7 âm lịch 2023, đối với quý cô tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. Bước sang tháng 7 âm lịch có Thiên can Canh Kim, Địa chi Thân Kim. Đặc trưng âm dương cân bằng. Thái tuế vận thiên can tương sinh, địa chi tam hợp. Bước sang tháng 7 âm lịch, quý cô tuổi Giáp Thìn lại đang có được sự trợ giúp của các tinh thanh long, lưu hà, trợ mệnh, giúp cho quý cô có nhiều cơ hội tốt trong nghề nghiệp của mình. Tháng này là tháng canh thân, quý cô đang có được bao bọc bởi ngủ hành tam hợp thân tí thìn, trợ mệnh, cho nên công việc có được sự hanh thông thuận lợi. Quý cô cũng rất may mắn có thể gặp được quý nhân giúp đỡ, tháo gỡ những khó khăn khúc mắc mà mình đang gặp phải, cũng như là có những định hướng thích hợp cho tương lai của mình. Đối với những người kinh doanh, buôn bán rất dễ phát đạt, hàng hóa bán ra tới tấp dù có bận rộn nhưng quý cô bỏ ra bao nhiêu công sức thì nhận được bấy nhiêu thành quả cho mình. Tháng này nhìn chung quý cô sẽ đạt được điều mình mong muốn. Sức khỏe cơ bản ổn định. Vận trình tháng 8 âm lịch 2023 đối với quý cô tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. Tháng 8 âm lịch có Thiên can Tân Kim, Địa chi Dậu Kim. Đặc trưng âm dương cân bằng thái tuế vận thiên can tương sinh quý cô tuổi giáp thìn trong tháng này có vận trình tài lộc khởi sắc đáng kể thần tài tọa mệnh nhiều người có thể kiếm được một khoản tiền kha khá trong tháng này với kinh nghiệm trong cách quản lý và xử lý công việc quý cô tuổi giáp thìn nên tập trung phát triển công việc hay sự nghiệp của mình trên nền tảng cũ hoặc những công việc đã quen thuộc sẽ thu được thành quả lớn lao tháng này tài lộc tương đối tốt nhưng quý cô cũng không nên chi tiêu quá tay trong cuộc sống hàng ngày nếu không cũng rất dễ hao tài Vận trình tháng 9 âm lịch 2023, đối với quý cô tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. Tài vận của quý cô tuổi Giáp Thìn trong tháng 9 âm lịch này, lại không được mấy khả quan. Đây là tháng tuất, tháng sung của tuổi bổn mạng, cho nên công việc gặp nhiều trở ngại, cẩn thận cần đề phòng tiểu nhân, chú ý đến lời nói của mình, nên giữ thái độ hòa nhã với mọi người, tránh mâu thuẫn gay gắt, gây ra nhiều hiểm khích, điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến bản thân tháng này cũng không thích hợp để thực hiện những công việc trọng đại, nếu không rất dễ gặp phải những rắc rối. Tử vi khuyên quý cô tuổi giáp thìn, hãy luôn biết giữ mình trong mọi việc sẽ tốt hơn, tránh gieo gió gặp bão, khơi mào sự việc, sẽ không có lợi. Ngoài ra, quý cô trong tháng này cũng nên chú ý về thân thể, dễ gặp tai nạn xe cộ, té ngã, đừng lái xe khi đang mệt mỏi. Vận trình tháng 10 âm lịch 2023, đối với quý cô tuổi giáp thìn, sinh năm 1964. Tháng 10 âm lịch có. Thiên can Quý Thủy, Địa chi Hợi Thủy. Đặc trưng âm khí sinh vượng, Thái tuế vận thiên can tương đồng, địa chi bán hợp. Về vận trình của quý cô tuổi Giáp Thìn trong tháng 10 âm lịch lại tương đối lạc quan, mối quan hệ xã giao có được sự hài hòa, công việc của quý cô trong tháng này khá thuận lợi và gặp nhiều may mắn đưa tới, cũng như được quý nhân giúp sức. Về tiền bạc, việc kinh doanh, buôn bán trong tháng này rất thuận lợi, dù có vất vả đôi chút nhưng lợi nhuận thu về không ít, khiến cho túi tiền của quý cô không ngừng đầy lên, tháng này công việc nhiều quý cô cũng sẽ gặt hái được nhiều tài lộc về cho gia đình. Về tình cảm trong tháng này rất tốt, các cát tinh thiên hỷ, thiên phúc, hồng loan cùng xuất hiện thông qua giao tiếp hàng ngày, quý cô có thể tạo nên những bước tiến mới trong mối quan hệ tình cảm gia đình. Điều này cũng sẽ giúp cho quý cô hàn gắn những xích mích trong mối quan hệ tình cảm với nửa kia của mình. Vận trình tháng 11 âm lịch 2023 đối với quý cô tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. Trong tháng có: Thiên can Giáp Mộc, địa chi Tý Thủy. Đặc trưng: Dương khí khai sinh, Thái tuế vận thiên can tương sinh. Về quý năm các hung tinh bị suy yếu, cho nên vận trình của quý cô có được sự chuyển biến tích cực. Người làm công việc kinh doanh, buôn bán gặp được nhiều may mắn và thuận lợi. Các hạng mục đầu tư cũng cho thu được kết quả khả quan. Quý cô có được vận may về tiền bạc. Một tháng nhiều may mắn. Nhìn chung thu nhập chính và thu nhập phụ đều có sự tăng trưởng thích hợp, quý cô cũng sẽ thu được lợi tức từ quản lý tài chính, cũng có được sự tích lũy tiền bạc một cách đáng kể. Vận trình tháng 12 âm lịch 2023 đối với quý cô tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. Bước sang tháng 12 âm lịch, vận trình của quý cô tuổi Giáp Thìn không còn duy trì được như tháng trước cục diện ngủ hành tứ hình xung, thìn tuất sửu mùi, tác động gây ra nhiều rối rắm, thời điểm cuối năm đang đến gần, chắc chắn quý cô sẽ trở nên bận rộn hơn, công việc tại cơ quan và cả việc nhà cũng chất đống nhiều hơn, thậm chí quý cô phải làm thêm giờ hoặc mang việc về nhà, điều này gây ra nhiều áp lực cho quý cô. Trong tháng có điểm báo có nhiều sự cạnh tranh, sự nghiệp cuối năm nhiều trắc trở. Tiền bạc dễ tiêu hao nhiều, có thể vì anh em bạn bè gây họa mà liên lụy tới mình. Đây là tháng cuối cùng của năm, quý cô cũng cần phải chuẩn bị tinh thần và các phương pháp tốt, phải mềm mỏng, khéo léo hơn trong mọi việc, để ứng phó, để không ảnh hưởng tới vận trình tổ thể cả năm. Việc kinh doanh buôn bán trong tháng này cũng tương đối vất vả, nhưng tiền bạc thu vào không ít tạo động lực cho quý cô cố gắng hơn nữa. Tháng này không thích hợp cho đầu tư tài chính, chứng khoán, hay chung vốn làm ăn, mức độ rủi ro rất cao, quý cô nên tỉnh táo để tránh sự dụ dỗ của người khác nhìn chung trong tháng cuối cùng của năm quý mão đối với quý cô tuổi giáp thìn tương đối bận rộn áp lực và tài lộc cũng không ít nguồn thu nhiều người sẽ nhận được tiền lương tiền thưởng và các khoản đãi ngộ hậu hĩnh cũng giúp cho quý cô đón tết chung vui bên gia đình trên đây là toàn bộ thông tin về tử vi của quý cô tuổi giáp thìn sinh năm 1964 trong năm quý mão 2023 Hy vọng với những thông tin trên, sẽ giúp cho quý cô an tâm hơn phần nào cho những dự định trong năm sắp tới trong năm mới của mình chúc quý cô có một năm may mắn hạnh phúc bội thu về tài lộc xin chào và hẹn gặp lại